Câu chuyện cây khế. Ngày xưa, nhà kia có hai anh em. Cha mẹ mất sớm, hai anh em chăm chỉ nên trong nhà cũng đủ ăn. Rồi, hai người cùng lấy vợ. Từ khi có vợ, người anh sinh ra lười biếng. Bao nhiêu công việc khó nhọc đều trút cả cho vợ chồng người em. Thấy vợ chồng người em chịu khó, người anh lại sợ em kể công, vội bàn với vợ cho vợ chồng người em ra ở riêng. Người em được anh chia cho một căn nhà tranh lụp sụp. Trước nhà có một cây khế ngọt. Vợ chồng người em không phàn nàn một lời, hết vào rừng đốn củi đem ra chợ bán, lại đi gánh mướn làm thuê. Còn người anh có bao nhiêu ruộng nương đều cho thuê để ngồi không ngược sung sướng với vợ. Một buổi sáng, vợ chồng người em định trèo lên hái khế đem ra chợ bán, thì thấy có một con chim phượng hoàng rất lớn đang ăn những quả khế chín vàng. Chim cứ đến ăn quả cả tháng trời. Thấy khế thưa quả dần, người em vừa khóc vừa nói: "Chim ơi, vợ chồng ta chỉ có cây khế này là tài sản đáng giá. Nay chim ăn hết khế, ta lấy gì mà sống?" Chim trả lời: "Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng." Vợ chồng người em thấy chim biết nói thì lấy làm lạ lắm, lại nghe chim nhắc đi nhắc lại đến 3 lần. Người em bảo vợ lấy áo cũ ra may thành một chiếc túi vừa đúng 3 gang. Mấy hôm sau, chim lại đến ăn khế. Ăn xong, chim bảo người em ngồi lên lưng chim đi lấy vàng. Chim bay mãi, qua núi cao chập trùng, biển rộng bao la. Bay được một hồi lâu, chim đậu xuống một hòn đảo chứa đầy vàng bạc. Người em đi khắp đảo nhìn ngắm thỏa thích. Người em lấy vàng bỏ đầy túi 3 gang. Chim bảo lấy thêm nhưng người em từ chối. Xong xuôi, chim Phượng Hoàng đưa người em trở về nhà. Mặt trời mới vừa đứng bóng, chim đã hạ cánh xuống mảnh vườn nhỏ có cây khế ngọt. Người vợ thấy chồng về bình yên, mừng rỡ vô cùng, liền mời chim ăn khế như lời cảm ơn. Chim bay lên cây khế ăn một lúc, sau đó kêu 3 tiếng chào vợ chồng người em rồi bay đi. Từ đó, người em trở nên giàu có, thường mang thóc, gạo, vàng bạc, giúp đỡ những người nghèo khổ trong vùng. Nghe tin người em trở nên giàu có, người anh liền sang chơi. Người em thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện về chim Phượng Hoàng. Người anh đòi đổi nhà, ruộng vườn của mình lấy cây khế ngọt. Người em đồng ý để chiều lòng anh. Thế là người anh chuyển sang nhà người em. Hai vợ chồng người anh lười biếng không làm gì cả, chỉ ngày ngày nằm chơi, chờ khế ra quả để chim bay đến ăn. Mùa năm sau, cây khế lại sai chĩu quả, chim Phượng Hoàng tiếp tục tới ăn. Người anh giả vờ khóc lóc, chim bèn nói: "Ăn một quả trả cục vàng, may túi 3 gang mang theo mà đựng." Người anh mừng quá, giục vợ may túi to tới 12 gang để đựng được nhiều vàng. Hôm sau, chim Phượng Hoàng đưa người anh đi lấy vàng. Vừa đến nơi, người anh đã vội vã vơ lấy vàng bỏ đầy vào túi. Chim cố sức bay nhưng đường thì xa mà vàng lại nhiều nên nặng quá. Mấy lần chim bảo người anh vứt bớt vàng đi cho nhẹ, nhưng người anh vẫn khăng khăng ôm lấy túi. Chim Phượng Hoàng bực tức, nó nghiêng cánh hất người anh tham lam xuống biển.